hành trình mình. Lòng ta luôn khao khát, giữ vững bao niềm tin, vượt gian nan thử thách là vượt lên chính mình. Chào mừng bà con tại xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Vượt Lên Chính Mình đang có mặt tại xã Hoài Phú, có vị trí gần trung tâm của huyện Hoài Nhơn, có đường phía Tây tỉnh đi qua, cho nên rất thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa với các vùng lân cận, phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, cơ giới hóa nông nghiệp vẫn còn chưa thể phát triển, tiểu thủ công nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán, chưa kể là có một số gia đình do gặp phải những biến cố trong cuộc sống nên chưa thể vươn lên. Chương trình Vượt Lên Chính Mình đến với các hộ gia đình có nghề nhưng vay nợ ngân hàng nhiều năm chưa trả được. Nay thông qua cuộc thi, bằng chính nghề mà các hộ gia đình đang mưu sinh để được xóa nợ và cấp vốn. Từ nguồn vốn có được, nhiều hộ gia đình dùng để đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Đó cũng chính là động lực để hành trình năm thứ 14 của chương trình luôn luôn vững vàng với tâm niệm nơi đâu có hộ gia đình vượt khó vươn lên, nơi đó có sự đồng hành của Vượt Lên Chính Mình. Trước khi đến với gia đình, Quốc Thượng trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Dịp này về Hoài Phú, một xã nằm ở phía tây bắc của huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, có địa hình tự nhiên phức tạp, dân cư xen lẫn với ruộng đồng, đồi núi. Xóm làng thì được bao bọc bởi những rặng dừa xanh cao vút, vi vu đón gió. Đoàn Vượt Lên Chính Mình di chuyển đến thôn Mỹ Bình Ba để chia sẻ khó khăn với một người phụ nữ đã phải thay chồng làm trụ cột gia đình. Chị Lê Thị Liên lập gia đình và sinh con khá muộn, những tưởng hạnh phúc ấm êm khi hai con đều chăm ngoan và học giỏi. Thế nhưng cách đây 4 năm chồng chị bỗng dưng bị mắc bệnh tâm thần, thuốc men chạy chữa nhiều lần mà không khỏi. Từ hậu giờ thì thấy ở đây là nó khổ nhất á, con nhỏ bị thì già, chồng thì bệnh. Liên á là nó cũng có cái bản lĩnh người độc của nó, lem lũi để đi làm để kiếm sống về nuôi trong gia đình. Hiện tại bây giờ là nó còn tí thì nó lo được, nhưng xe này nó già nó nằm xuống rồi cũng không biết làm cách nào đây để nó nuôi chồng nuôi con đó. Nó bây giờ tới đâu nó hay tới đó, lúc nào thì nhờ lúc đấy đã ngủ tới chừng đó hay vừa biết sao mà nói. Chị Liên gắn bó với nghề làm xương sa cũng đã nhiều năm, nhưng bán ở gần nhà thì một ngày cũng chỉ được 30 đến 40 ngàn đồng thôi, không đủ lo cho cả gia đình với 5 thành viên. Thế nên từ ngày chồng bị bệnh, chị phải đi bán ở huyện An Lão, cách nhà tới 60 cây số, may ra mới được 100 đến 120 ngàn đồng mỗi ngày. Dăm bữa nửa tháng chị mới về nhà được vài ngày rồi lại đi. Chắc hẳn chị cũng chẳng đành lòng, nhưng cũng phải chịu vì cuộc mưu sinh đầy khó khăn này. Phải ở ráng bán, mà bán thì nó con nhỏ nó cũng nhớ, con lớn thì nó làm khổ nó đang đi học á. Nó cứ điện mà không có dám điện lại cho nó, cứ hẹn rề hẹn mai kêu để mai mày về, mốt mày về, rồi nó cứ thầm mày không về, mày nói phỉnh mày không về. Nghĩ về thì không có tiền. Mẹ vắng nhà, hai bà cháu lại ngồi cùng nhau chuốt từng cọng dừa khô, dành lại đủ 1 cân mới được 5 ngàn đồng. Bà đã 80 tuổi rồi, đôi tay cũng bị co cứng dần, không biết còn chuốt được bao nhiêu cọng dừa khô nữa, nên mấy cha con bà cháu ở nhà phải tằng tiện chắc bớp trong từng cái ăn cái mặc. Đồng tiền mẹ kiếm được cực biết bao nhiêu thì đồng tiền mà bà và cháu có được cũng ngày một thưa dần. Mấy cái lúc mà mùa màng mẹ em không có đi bán được, nên không có tiền lo thuốc men rồi cho ba, rồi lo hẹt phí rồi cho hai chị em. Cuộc sống lúc đó rất là khó khăn vất vả. Em biết là sẽ có lúc là mẹ sẽ khép thầm, mẹ không dám nói, nhưng mà em chắc chắn rằng là mẹ rất là buồn, rất là cực. Và em lúc đó, những lúc đó thì em cảm thấy thương mẹ mình hơn nữa. Không biết người đàn ông này
có còn nhớ nó cái tên Phạm Cảnh ngắn gọn của mình không nữa. Mà những ngày tháng qua, anh hình như cũng không biết vợ con anh cực khổ biết nhường nào. Tự nhiên anh lâm vô cái bệnh giờ, cái mất trí không biết gì hết. Nói vậy chứ đâu có la đâu ngày ông đâu. Nghĩ cũng thương do số phận ông chứ hầu trước kia ông đâu có vậy. Nghĩ tuổi thân khép hoài mà đâu dám cho con nó thấy. Có lẽ nhiều người sẽ rất bất ngờ về bản thành tích học tập giỏi giang, có tên trong bảng vàng danh dự của em Phạm Thị Thanh Nhàn. Vượt lên mọi nỗi buồn gia cảnh, những tấm giấy khen từ nhiều cuộc thi học sinh giỏi các cấp cứ ngày một dày lên đầy nghị lực. Trong quá trình theo dõi thì mình thấy em là rất là chăm và không có mang những cái gì mà khó khăn ở gia đình lên trên trường hết. Đến lớp thì em thường xuyên phát biểu sai dần bài, rồi về nhà là em giúp đỡ ba mẹ. Nhưng mà lúc nào lên trường là em cũng đều thuộc bài hết. Đó là một cái điều là rất là đáng khen ở em. Nghị lực chính là cách mà mẹ em đã gồng gánh gia đình và cũng là động lực để cô bé Thanh Nhàn viết tiếp ước mơ xanh. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình Vượt Lên Chính Mình đến đây mong giúp cho gia đình vượt qua những khó khăn. Và ngay bây giờ, trân trọng kính mời quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay đón chào gia đình chị Lê Thị Liên. Quốc Thuận chào chị Liên. Để có được tiền trang trải cho mọi chi phí trong nhà thì chị phải đi bán sinh xa cách nhà 60 cây số. Vậy những lúc xa nhà như vậy thì chị nghĩ như thế nào? Những lúc xa nhà thì nhớ con, nhớ lắm cho một con phải ráng ở, đừng bán đừng kiếm tiền về nuôi chồng con với bà mẹ già. Tình hình sức khỏe của chồng của chị ở nhà lúc này ra sao? Lúc này bệnh nặng lắm. Mỗi lần anh là chung vô xó đứng trốn anh rồi. Ông nói xàm xàm cả ngày rồi ông cười miết vậy. Thấy bệnh tình vậy mà coi như không có tiền để chữa cho chồng. Động lực gì để giúp cho chị vượt qua những khó khăn? Động lực là con nó nghèo khổ mà nó cũng ráng anh học nó vượt lên. Nhiều lúc nó thấy mẹ khổ quá nó kêu tao con nghỉ học nha mẹ. Chứ đi học mẹ khổ quá mà không có cho nó nghỉ. Bây giờ mẹ còn sức thì mẹ ráng mẹ đi làm. Chừng nào mẹ già thì hay hay. Thường mong rằng chị phải giữ sức khỏe, cố gắng để vượt qua những khó khăn, để tiếp tục thực hiện những ước mơ cho các con của mình. Chào Nhàn, động lực gì để giúp cho con cố gắng phấn đấu và đạt được những thành tích học tập tốt như vậy? Dạ, con nghĩ là gia đình mình đã khổ như vậy rồi, thì mình phải dùng cái tri thức của mình để có thể mà giúp gia đình mình thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ. Chúc cho cháu thật nhiều sức khỏe và đạt thành tích thật tốt. Đó chính là một động lực để giúp cho mẹ cháu vượt qua những khó khăn. Chào cháu, những lúc mẹ đi bán xa nhà như vậy, cháu có lo sợ điều gì không? Dạ, con lo sợ mẹ không đem áo mưa, trời mưa mẹ mưa ướt, có khi mẹ cảm lạnh. Hôm nay ở trên đây, cháu có muốn nói điều gì với mẹ mình không? Mẹ ơi, con nói với mẹ à, con rất yêu thương mẹ nhiều lắm. Con chỉ cố em học giỏi và ngoan, ở nhà giúp đỡ bà nậu mẹ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay mong sẽ một phần nào đó hỗ trợ cho gia đình vượt qua những thử thách của chương trình. Quốc Thuận trân trọng giới thiệu sự có mặt của phát thanh viên nguyên trường Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Định. Xin chào phát thanh viên Nguyên Trường. Lúc này thì cảm nghĩ của Nguyên Trường như thế nào ạ? Sau khi xem đoạn phóng sự về chị Lê Thị Liên cùng gia đình thì Nguyên Trường rất xúc động. Chị đã tảo tần vượt khó để nuôi mẹ già, nuôi chồng bệnh và hai con. Nguyên Trường cũng muốn thông qua chương trình này góp một chút sức của mình để giúp đỡ chị vượt qua những thử thách của chương trình. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyên Trường. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với vòng thi xóa nợ và cấp vốn của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Kính thưa bà con, đến với vòng thử thách đầu tiên thì chị Liên sẽ vượt qua thử thách với tên gọi là bán sương sa. Với sự hỗ trợ của phát thanh viên Nguyên Trường và chị Ngọc Danh là bạn cùng nghề của chị Liên. Thử thách như sau, thì anh Trường sẽ bày ba cái bàn
và 6 cái ghế ra ngoài để phục vụ cho 6 người khách, đó là 6 bạn học sinh. Trong lúc đó, chị Liên sẽ làm thành phẩm 8 ly, trong đó gồm có 2 ly xương sa hạt lựu, 2 ly xương sáo, 2 ly xương sáo và 2 ly xương sa bánh lọt. Chị Danh có thể phụ chị Liên, đó là bỏ nguyên vật liệu vào trong ly thành phẩm. Trong vòng 1 phút 30 giây, nếu thực hiện xong 8 ly thành phẩm đầy đủ hết, gia đình chị Liên sẽ nhận được 2 bảng xóa nợ và các vốn từ thương hiệu của các nhà tài trợ. Nếu vượt quá thời gian quy định, thì gia đình chị Liên vẫn nhận được 2 bảng xóa nợ và các vốn. Tuy nhiên, cứ mỗi 1 giây tăng thêm sẽ bị trừ 100.000 đồng vào số tiền rút bảng. Mời tất cả các thành viên chúng ta vào vị trí chuẩn bị. 1 phút 30 giây dành cho thử thách bắt đầu. Bây giờ thì chúng ta đã nhìn thấy là anh Nguyên Trường đang bày ra những cái bàn, 3 cái bàn và 6 cái ghế để phục vụ cho 6 bạn học sinh. Kính thưa quý vị, xương sa được gọi là su xoa, và đây là một món ăn rất quen thuộc với các bạn học trò. Xương sa ăn vào vừa ngon vừa ngọt vừa mát. Ở đây thêm một cái ghế. Quy định là 6 cái ghế thưa quý vị để phục vụ cho 6 vị khách. Xương sa thường được chế biến từ hạt lòng biển. Sau khi được sơ chế thì nấu, sau đó để nguội sẽ đông lại thành xương sa. Bây giờ thì quý thượng đã nhìn thấy rằng là trên bàn đã có 4 cái ly rồi luôn quý vị. Quý vị hãy cổ vũ cho các thành viên chúng ta để thực hiện xong thử thách này. Nào, cổ to lên, cổ lên, cổ lên. Bây giờ thì quý thượng nhìn thấy là còn, bây giờ còn 1 ly nữa thôi. Xong. Như vậy là tất cả các thành viên chúng ta đã thực hiện xong thử thách này. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra rất quan trọng, đó chính là kiểm tra thời gian trên màn hình là bao nhiêu. 1 phút 20 giây. Như vậy gia đình chị Liên sẽ nhận được 2 bảng số nợ và có 4 từ thương hiệu của các nhà tài trợ. Chúc mừng gia đình chị Liên. Kính thưa quý vị, sau khi vượt qua thử thách đầu tiên thì gia đình của chị Liên sẽ nhận được 2 bảng số nợ và cấp vốn từ thương hiệu của các nhà tài trợ. Bên tay phải của Quốc Thuận đó chính là thương hiệu của các nhà tài trợ. Bên tay trái Quốc Thuận đó là thương hiệu các nhà tài trợ. Và bây giờ Quốc Thuận mời chị Liên sẽ đến với sự lựa chọn đầu tiên. Chị lựa chọn thương hiệu nào? Lựa chọn Sơn Tiếp. Chị chọn Sơn Tiếp, Sơn Kỷ Nguyên Mới. Và bây giờ Quốc Thuận sẽ mở ra Sơn Tiếp, Sơn Kỷ Nguyên Mới 7 triệu đồng. Thay mặt Sơn Tiếp gửi tặng gia đình số tiền là 7 triệu đồng. Và bây giờ mời chị và cháu đến với lựa chọn tiếp theo. Bây giờ sẽ là lựa chọn của cháu Nhàn. Cháu chọn thương hiệu nào? Dạ con chọn Mossfly. Cháu Nhàn lựa chọn Mossfly. Và Mossfly 13 triệu đồng. Và thay mặt Mossfly gửi tặng gia đình số tiền là 13 triệu đồng. Trân trọng kính mời ông Trương Đề, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Nhơn trao tặng số tiền 20 triệu đồng ở vòng thi xóa nợ và cấp vốn cho gia đình chị Liên. Trân trọng kính mời ông. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi liên hoan. Trò chơi liên hoan gồm có 4 trò chơi như sau: đi cầu bập bênh, lấy gậy tiếp sức,
đội banh xuyên tường, vượt cầu lắc và siêu nhân bowling. Tham gia trò chơi này gồm có 4 thành viên như sau: chị Lê Thị Liên, hai đoàn viên thanh niên xã, đó chính là anh Nguyễn Văn Diệt, anh Trần Xuân Sinh và phát thanh viên Nguyên Trường. Trong vòng 1 phút 30 giây, nếu vượt qua hết tất cả 4 trò chơi thì gia đình chị Liên sẽ nhận được số tiền thưởng là 4 triệu đồng. Vượt quá thời gian quy định thì cứ mỗi 1 giây tăng thêm sẽ bị trừ 100.000 đồng vào số tiền thưởng. Nếu như thất bại ở trò chơi nào thì cứ mỗi một trò sẽ bị trừ 1 triệu đồng vào số tiền thưởng. Thử thách như sau: ở trò chơi đầu tiên, đó chính là đi cầu một bên lấy gậy tiếp sức, người chơi thứ nhất sẽ đi chân không bước lên trên cầu và lấy cho bằng được gậy tiếp sức, sau đó sẽ truyền gậy tiếp sức cho người chơi thứ hai ở trò chơi đội banh xuyên tường. Người chơi thứ hai sẽ đội một chiếc nón bảo hiểm, trên đó có một cái dĩa, và người hỗ trợ sẽ giúp đặt 3 quả banh lên trên cái dĩa đó. Nhiệm vụ người chơi thứ hai đó chính là làm sao di chuyển vượt qua cho bằng được 2 bức tường ở đây. Nếu như làm rơi banh là coi như thất bại. Sau khi vượt qua rồi, người chơi thứ hai sẽ đưa gậy tiếp sức cho người chơi thứ ba ở trò chơi vượt cầu lắc. Đây là một trò chơi rất khó, đòi hỏi người chơi phải giữ thăng bằng di chuyển qua đoạn cầu lắc này. Để nhanh chóng truyền gậy tiếp sức cho người chơi thứ tư ở trò chơi cuối cùng, đó chính là trò siêu nhân bowling. Người chơi thứ tư sẽ ngồi trên đường băng này và người hỗ trợ sẽ giúp kéo người chơi thứ tư trượt trên đường băng. Nhớ, sau khi kéo đến vạch giới hạn thì phải buông tay ra để người chơi thứ tư tự mình trượt trên đường băng và làm sao ngã đổ hết tất cả các con kỳ. Sau khi vượt qua trò chơi này, như vậy là trò chơi liên hoàn kết thúc. Mời 4 thành viên chúng ta cùng nhau hội ý. Mời 4 thành viên vào vị trí chuẩn bị. 1 phút 30 giây dành cho trò chơi liên hoàn bắt đầu. Mọi người nhìn thấy là người chơi đầu tiên đã rất là khó khăn khi bước lên cầu bên. Đi lại, cố lên, con không cố lên. Nếu mà không được thì như bỏ qua đi. Nếu không được coi như bỏ qua. Còn mà không thì mình bị đốn thời gian. Cố lên. Rồi, bây giờ chị Liên sẽ là người chơi thứ hai vượt qua bức tường này. Đi qua đi chị. Đây là một trò chơi đòi hỏi người chơi phải thật sự bình tĩnh. Nếu như rơi banh quá rồi, nếu rơi banh là cuối cùng, bây giờ sẽ đưa gậy tiếp sức cho phát thanh viên Nguyên Cường. Anh sẽ đi qua cầu lắc này. Nếu như chân mà chạm đất thì phải quay trở lại vị trí xuất phát và đi làm sao vượt qua cầu lắc này. Rơi gậy tiếp sức rồi, cầm gậy tiếp sức lên, đi lại. Nếu như ngã xuống đất thì anh có quyền lựa chọn một và quay lại vị trí xuất phát, đi lại từ đầu. Hai, có thể bỏ luôn trò chơi này. Còn thời gian nhiều Trường ơi, cho nên bình tĩnh vượt qua. Anh còn 15 giây, cố gắng vượt qua Trường ơi. Bỏ tay bà con ơi, vượt qua đây. Lẹ lên, cố lên. Ở trên đường băng đã có sạp bông cho nên rất là trơn. Hết rồi. Sao mặc dù rất khó khăn nhưng mà phải nói là các thành viên rất là tuyệt vời. Bây giờ mời quý vị cùng hô to, thời gian là bao nhiêu? 1 phút 28 giây, các thành viên đã vượt qua 4 trò chơi. Như vậy gia đình chị Liên sẽ nhận được số tiền thưởng là 4 triệu đồng. Chúc mừng gia đình chị Lê Thị Liên. Trân trọng kính mời ông Đoàn Xuân Cát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hoài Phú, trao tặng số tiền 4 triệu đồng cho gia đình chị Liên. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị, bà con ở tại xã Hoài Phú đã đồng cảm và chia sẻ cho gia đình chị Liên số tiền là 10.630.000 đồng. Trân trọng kính mời phát thanh viên Nguyên Trường gửi tặng số tiền này cho gia đình. Bên cạnh đó, sữa đậu nành Nuti Canxi giảm nguy cơ loãng xương sau 12 tuần cũng gửi tặng cho gia đình 1 năm uống sữa miễn phí.
sữa đậu nành Nuki Canxi cũng gửi tặng gia đình một nồi cơm điện tử. Bên cạnh đó, Tôn Hoa Sen gửi tặng gia đình một chiếc radio để nghe thông tin thời sự. Ngày hôm nay, phát thanh viên Nguyên Cường đã đến đây để hỗ trợ cho gia đình vượt qua những thử thách của chương trình. Thay mặt chương trình Vượt Lên Chính Mình gửi tặng anh một kỷ niệm chương. Và hôm nay, bà con đến đây tham dự chương trình Vượt Lên Chính Mình sẽ được thương hiệu Hu Kiệt gửi tặng 100 đôi giày và dép. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với phần rút thăm may mắn từ thương hiệu của các nhà tài trợ. Ở đây có 3 thùng phiếu may mắn từ thương hiệu của các nhà tài trợ. Sữa đậu nành Nuti Canxi giảm nguy cơ loãng xương sau 12 tuần. Ống nhựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc. Tôn Hoa Sen mái ấm gia đình Việt. Mời cháu Thuận đến với cuộn thăm may mắn đầu tiên. Mời cháu. Để xem cuộn thăm may mắn đầu tiên. Mời cháu. Sữa đậu nành Nuti Canxi giảm nguy cơ loãng xương sau 12 tuần. 20 triệu đồng. Và bây giờ mời cháu Nhan đến với cuộn thăm may mắn thứ hai. Ống nhựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc 3 triệu đồng. Cuộn thăm may mắn cuối cùng không biết sẽ là bao nhiêu. Mời chị Liên. Rất hồi hộp thưa quý vị. Tôn Hoa Sen mãi âm gia đình Việt 20 triệu đồng. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Như vậy là đến với phần rút thăm may mắn từ thương hiệu các nhà tài trợ. Gia đình chị Liên đã nhận được tổng số tiền là 43 triệu đồng. Chúc mừng gia đình chị Liên. Đại diện cho các nhà tài trợ gửi tặng cho gia đình số tiền. Sữa đậu nành Nuti Canxi giảm nguy cơ loãng xương sau 12 tuần 20 triệu đồng. Ống nhựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc 3 triệu đồng. Tôn Hoa Sen mái ấm gia đình Việt số tiền là 20 triệu đồng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay gia đình chị Lê Thị Liên đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình đã nhận được rất nhiều những tình cảm quý báu từ chương trình cũng như là từ bà con địa phương tại đây. Tổng số tiền gia đình chị Liên nhận được đó chính là 77.630.000 đồng. Chúc mừng chị. Chị có thể chia sẻ cảm nghĩ của chị lúc này như thế nào? Từ hồi nhỏ tới giờ chưa có số tiền nào mà lớn như hôm nay. Tôi rất vui mừng. Cảm ơn chính quyền địa phương và bà con đã cổ vũ và ủng hộ cho gia đình tôi. Và chân thành cảm ơn đoàn Vượt Lên Chính Mình và các nhà tài trợ đã hỗ trợ cho gia đình tôi được một số vốn lớn. Trước tiên là chữa bệnh cho chồng, sau là còn để cho con anh học tới nơi tới chốn, còn là mua bò gầy vốn. Xin chia sẻ với niềm vui của chị. Và với số vốn có được, Quốc Thuận hy vọng rằng chị sẽ phát triển kinh tế, chăm lo cho các con ăn học tới nơi tới chốn. Sữa đậu nành Nuti Canxi giảm nguy cơ loãng xương sau 12 tuần. Ống nhựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc. Tôn Hoa Sen mái ấm gia đình Việt cùng các nhà tài trợ khác hân hạnh đồng hành cùng với chương trình. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị cùng đến với những hình ảnh hướng nghiệp hướng tới tương lai của gia đình chị Lê Thị Liên. Có được số vốn 77.630.000 đồng từ chương trình Vượt Lên Chính Mình cùng với tấm lòng chia sẻ của người dân địa phương, chị Liên đã dùng 14 triệu đồng để mua một con bò cái, là hướng phát triển kinh tế lâu dài cho các con tự tin trên con đường học vấn còn dài phía trước. Những tháng năm vất vả ngược xuôi vì miếng cơm manh áo sẽ không còn nữa, nhưng những hoài niệm về những năm tháng khó khăn ấy sẽ là động lực để giúp gia đình chị vươn lên trong cuộc sống. Những con đường gập ghềnh hay dốc cao, bao chông gai lòng ta không chùn bước. Hãy kiên trì tự tin nơi chính ta, quyết tâm là ta đi đến thành công. Quyết tâm là ta đi đến thành công.
chính mình, hãy cố lên bạn ơi, vượt lên chính mình, đừng giây phút buông lời, vượt lên chính mình bằng niềm tin ý chí, thành công nhé bạn từ phút giây này đây, vượt lên chính mình, hãy vững tin bạn ơi, bằng bao nỗ lực để vươn tới tương lai, bình minh đến rồi, một ngày mai tươi sáng, tự tin sức mình cùng vượt.